Chương 1 Ta Linh Đảo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hải viên trải qua 1.490 năm Gờ răng lai nửa đoạn trước, Ta Linh Đảo Đây là một cái tháp cao cùng rừng rậm tạo thành đảo Đưa mắt nhìn lại, rừng rậm xanh ung tươi tốt tự như vần quanh ở hải đảo chung quanh hải dương màu xanh lục giống nhau, nối thành một mảnh Mà ở mảnh này, hải dương màu xanh lục, trung, còn lại là cửu tòa bị vẽ xanh biếc nhuộm đẫm rồi đỉnh. Giữa lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau phong cách cổ xưa tháp cao. Âu. 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 Kèm theo hải Âu hót, mặn gió thổi trên biển hòa lẫn thực vật tươi mát thuận phủ mà qua, tản ra thoải mái mát mẻ. Ánh mặt trời giống như từng luồng màu vàng cát mịn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tán lạc tại trên cỏ, vung vải ở bạch sắc trên đá lớn cùng với đứng thẳng trên đó tóc đen tiểu nam hài trên người. Hắn ăn mặc bạch sắc ngắn tay tuốt cùng hát sắc bảy phần khố, có một tấm hơi bụ bẩm non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở lắm tấm vậy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ ra kiện khang đỏ ửng. Nếu như chỉ có điều này mà nói, cái này khả ái cùng ngay thơ chất phát tạo thành bức họa cuồng tròn. Là sẽ làm nữ tính loại sinh vật này chứng kiến muốn thét chói tai, rồi lại không thể không che môi đỏ mỏng lại muốn đưa hắn ông vào trong ngực hảo hảo triều mến một phen. Nhưng bây giờ, nếu có người đứng xem mà nói, cũng chỉ có một trừng khẩu ngốc hoặc không khỏi tức cười. Bởi vì hắn đồng thời đang làm ba chuyện. Rèn đúc, ăn, đọc sách. Cái này ba loại người thường căn bản cũng sẽ không đi thử sự tình, cũng rất khó làm được chuyện xuất hiện. Hắn nửa người dưới làm tiêu chuẩn ngồi trên ngựa tư thế. Hai chân xa nhau, hơi chiều rộng với vai tay phải đem so với cánh tay hắn còn muốn lớn hơn gấp hai tản ra hào quang màu vàng ống một loại sinh vật nào đó chân sau thịt quay đưa vào trong miệng nhắm nuốt thêm nuốt trong tay trái có một vốn tên là hàng hải tri thức tường giải sáng sủa mà mắt to đen nhánh tùy theo hoạt động như vậy bận rộn nhìn đích xác có chút khôi hài có thể tinh tế nghĩ tới lại làm cho người không đành lòng đến tột cùng là chuyện gì mới có thể làm cho cái này thoạt nhìn chỉ có năm Sáu tuổi hài tử như vậy nỗ lực, thậm chí không buông tha mỗi một giây thời gian. Thời gian an tĩnh lưu lửng lờ trôi qua. Chỉ có nuốt thức ăn thanh âm cùng chim hót, côn trùng kêu vang, gió nhẹ nương theo. Thời gian nghỉ trưa kết thúc. Buổi chiều là đạo lực khảo hạch sao? Tự lầm bầm tiểu nam hài đem tay trái sách vỡ khép lại, tay phải đem đầu khớp xương ném xuống mặt đất. Rào rào. Và chạm tiếng âm vang lên. Đây là một cái so với hắn còn muốn lớn hơn gấp hai heo rừng nhỏ, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn một đống xương cái mà thôi. Lã tả. Tiểu Nam Hài linh hoạt từ trên đá lớn nhảy lên, thuận tay ông lấy thân cây, thân thể đông đưa dựng lên mở hướng viễn phương, đón thêm ở lan tràn ra đằng điều, giống như Masira Thái Sơn giống nhau, nhanh chóng hướng về xa xa tháp cao đi. Nơi này là hải tặc vương thế giới. Mộng tưởng cùng tự do, tiên huyết cùng tử vong, tài phú cùng địa vị đang vào mà thành thế giới, nơi này là cường giả thiên đường. Phản chi, cũng địa ngục của người yếu. Hắn năm nay năm tuổi, có hai cái tên. Lý Sùng Cao cùng rét. Một cái kiếp trước, một cái kiếp này. Ba năm trước, hắn ngồi du thuyền ở khí trời ác liệt hạ, phát sinh va phải đá ngầm sự cố. Mà địa điểm này, vừa may tới gần hay là Tam Giác Bét Muda, phụ cận. Xui xẻo là cho dù có áo cứu sinh, kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ở sóng to gió lớn trung đi đời nhà ma, tỉnh nửa tới đã đến một cái hai tuổi hài tử trên người, hơn nữa còn là bị nô lệ buôn lậu lừa bán cô nhi. Nói đến may mắn, là Sam lớn mập thúc là vì thế giới chính phủ phục vụ, cho nên hắn đến nơi này. Thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo cơ quan. Đơn giản điểm tới nói là CIPHERPOL, tên gọi Tắc chính phú. Kỳ hà đại hình môi trường nuôi cấy địa. Ta linh đảo. Ở nơi này Nam Bắc Sừng cách 521 km, đường ven biển đều dài 7.000 nhiều km, diện tích chung 43 vạn bình phương km cỡ trung trên đảo, lại cũng chỉ có không đến 5.000 nhân sinh tồn, lại 80% đều là tuổi tác không cao hơn 15 tuổi thiếu niên, thiếu nữ cùng bọn nhỏ. Trong này lại lấy 10 tuổi xuống hài tử chiếm đa số, chiếm giữ sắp xỉ 4.000 nhân trung hơn phân nửa, còn dư lại 1.000 người tả hữu thì là đến từ thế giới chính phủ các giáo quan cùng thủ vệ nhân viên, tạp vụ nhân viên. Cửu tòa có chứa nồng hậu đường triều thời kỳ phong cách tảng đá tháp. Chúng nó rộng mở mà đồ sộ, lấy linh tinh tán lạc phương thức tọa lạc tại trong đảo, mỗi tòa tháp cao quy cách đều là tương đồng. Sáu hình vuông, đường kính 20 mét tả hữu, cao sắp xỉ 40 mét, cộng tầng 7. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy chia ra làm. Phòng học, nhà hàng, phòng đọc sách, dàn dàn mu si hình chiếu thất, giáo viên thất, cuối cùng hai tầng còn lại là ký túc xá. Lấy mỗi tọa tháp cao làm trung tâm, chu vi một km phạm vi là khu an toàn. Ra cái phạm vi này thì thời điểm các loại độc xà mảnh thú tồn tại rừng rậm nguyên thủy. Nơi này hai tử đa số là đến từ các nơi trên thế giới cô nhi thân phận như vậy sẽ không có người đến đây tra tìm, còn có một phần nhỏ. Đến từ chính thế giới chính phủ các hậu đại. Bất kể là bất luận kẻ nào, bước trên cái này đảo một khắc kia. Cũng chỉ có hai lựa chọn. Tử vong hoặc là trở thành một thành viên trong đó. Cái này, một thành viên, là chỉ đi qua nghiêm khắc huấn luyện, trở thành một. Chính trong bộ môn một thành viên. Rết mục tiêu là tiến nhập chính, thì ở tòa này đảo phía nam, từ một tọa tháp cao kim kê độc lập, chiếm cứ một phần ba đảo diện tích. Chỉ có tiếng nhập nơi đó. Hắn mới được tiếp thu tốt nhất bồi dưỡng, trong thời gian ngắn nhất học được lục thức. Tiếng nhập nơi đó có hai cái phương pháp. Một, ở năm tuổi trước, bao hàm năm tuổi, đạo lực đạt được. Một trăm, cũng đi qua huấn luyện viên khảo hạch. Hai, sở hữu đi view fruit lực lượng. Điều thứ hai hầu như thùng rỗng kêu to. Red cũng chưa từng thấy qua những hài tử khác có lực lượng như vậy, ngoại trừ cá biệt huấn luyện viên bên ngoài. Devil Fruit cũng không phải là hắn trong trí nhớ tùy ý có thể thấy được đồ đạc, mà là chân chân chính chính khang hiếm vật. Đạo lực là chỉ một người tinh khiết thể thuộc lực lượng. Bao quát lực lượng, tốc độ, thần kinh phản xạ chờ đẳng thân thể ẩn chứa lực lượng. Đơn giản điểm tới nói, chính là phổ thông dưới trạng thái, một kích toàn lực, đánh ra lực đạo sinh ra trùng kích, do đó làm ra sức chiến đấu bình định. Cái này một tiêu chuẩn đánh giá, chỉ có tổ chức cùng hải quân nội bộ bình định hội áp dụng. Lấy phổ thông hải quân binh sĩ làm thí dụ, võ trang đầy đủ hải binh là sức chiến đấu là 10. Nói cách khác, trắc thí giả muốn ở tay không có đeo găng tay dưới trạng thái, sở hữu sánh ngang 10 cái phổ thông hải quân sức chiến đấu. Từ đi tới cái thế giới này ngày đầu tiên, Red đang ở mong mỏi. Đến cái bàn tay vàng gì gì đó, cũng không có hệ thống nhảy ra, cũng không có tùy thân lão gia gia các loại. Nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thần bí khó lường tam giác Bét đưa hắn mang tới thế giới này, tựa hồ rèn luyện linh hồn của hắn. Nơi này học viên bởi vì vẫn là hài tử, cần phải có đầy đủ giấc ngủ. Ngoại trừ 16 canh giờ nghiêm ngặt huấn luyện cùng học tập bên ngoài, có 8 canh giờ thời gian ngủ. Rét chỉ cần 3 canh giờ. Mặc kệ ban ngày mệt bao nhiêu, hắn đều có thể như tin Xuân Ca thông thường đầy trạng thái sống lại. Tác dụng phụ còn lại là hắn cần giống như Luffy như vậy ăn như con ác thú. Nâng linh hồn cường đại phúc khí, trí nhớ của hắn cũng biến thành rất rõ ràng. Quá khứ thấy qua đồ đạc, chỉ phải nghiêm túc trở về tưởng, đều có thể rất rõ ràng nhớ lại. Nhất tâm đa dụng cũng không nói chơi. Tự như hắn vừa rồi đồng thời làm ba chuyện, học tập cùng rèn luyện hiệu suất còn sẽ không có chiết khấu. Ngoại trừ này ngoại, hắn ngủ giác nếu so với cái khác bạn cùng lứa tuổi nhạy cảm rất nhiều. Rét rất rõ ràng, đây là Haki Kenbun sao, dấu hiệu, tuy là khoảng cách thức tỉnh gì gì đó trên lệch rất xa, có thể vẫn là rất hữu dụng. So với như bây giờ. Hí, khà zét dét hí, zét zét zét. Một cái cùng đầu hắn vậy to hoa ban mãn xà chợt thoát ra, mở miệng to như chậu máu nó, trong miệng chảy ra sền sệt tràn nước bọt. Ha ha hoa nhỏ, ngươi lại điều bì. Di động với tốc độ cao rét không chỉ không có hoảng loạn, linh hoạt đem thân thể nghiêng, tay trái đem thư nhét vào bên hông cái túi nhỏ đồng thời chống đỡ mặt đất, tay phải đem trong miệng hắn hoa nhỏ chú y vào trong bụi cây rậm rạp. Hư hư. Đông đông đông. Mặt đất vi vi rung động, khói đặc cuồn cuộn trung mà đến là một đầu hắc sắc đại giả trư. Nó trên miệng sắc bén hai cái răng nanh về phía trước nhô ra, dưới ánh mặt trời tản mát ra sáng ngời quan vựng cùng hàng ý, còn có chút thời gian. Tiểu Hắc, ngày hôm nay nên tính một chút trước kia trương mục. Hành. Hành. Một người một heo có thể nói là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Dùng dằn từ trong bụi cây rậm rạp thò đầu ra hoa nhỏ, xà tâm phun ra sau trốn cực nhanh. Nó mới không cần đúc kết đến hai cái quái vật trong tranh đấu, đông 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 bị rét làm tức giận tiểu hắc tốc độ lại nhanh hơn vài phần, lấy cực độ giả mang tư thế xông tới mà đến. Ngăn khuất trước mặt nó cây cối cũng tốt, hoa hoa thảo thảo cũng được. Đều bị nó vô tình răng nanh cùng gót sắt trúng tên. Ngày hôm nay nhất định phải làm cho cái này không biết điều tiểu trời mới biết, ai mới là khu vực này lão đại. Hô! Thở một hơi thật dài rét cả người căng thẳng, con mắt hiếp lại. Ba, hai, một. Bá ở tiểu hát trăng nanh đỉnh tới được trong nháy mắt, rét ánh mắt mang theo bẩn cợt, thân thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc vọt lên, vừa may ngồi vào trên người của nó. Hư hư. Bang bang. Bị đầu đỏ đinh ngồi trên thân thể tiểu hát phẫn nộ dị thương. Sau đó đã bị rét tiểu mang đầu vậy nắm đấm đập đánh vào người. Hư hư. Phẫn nộ cùng thống khổ làm cho tiểu hát bắt đầu chung quanh chạy như điên, ý đồ đem trên người rét hất ra rết lại giống như khỏa cái đinh giống nhau nắm tay như mưa rơi giống nhau hạ xuống vừa vặn ăn no sau khi ăn xong tiêu hóa một cái sở dĩ phải ra khỏi tới đi săn thức ăn là bởi vì phòng ăn cung ứng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm trên cơ bản mười tuổi trở lên hài tử cũng sẽ không tuyển trạch ở nơi nào dùng cơm mà là hội giống như hắn ở mảnh này khu an toàn trung mỗi người săn bắn có thể tuy vậy hàng năm cũng có bộ phận hài tử trong quá trình này tử vong. Dù sao nơi đây không phải thiên đường, mà là bồi dưỡng tinh anh đặc vụ tổ chức. Giống như hắn như vậy năm tuổi liền chạy ra ngoài, cũng ít khi thấy. Rét dám làm như vậy là bởi vì hắn kiếp trước làm qua đã nhiều năm binh, đối với giả ngoại sinh tồn huấn luyện rất quen thuộc. Hư hư. Hành. Theo thời gian trôi qua, thống khổ cùng gào thét xuất hiện, tiểu hắc thân thể không hề như vậy táo bạo ngược lại cúi xuống đầu lớn. Hảo hảo. Ngoan, ngươi có thể phải thật tốt sống sót, khác được ăn. Rét vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hắc đầu lớn. Nó xem như là mảnh này khu an toàn bên trong nhất giả thú cường đại rồi, một năm trước hắn còn bị đuổi chật vật chạy trốn, bây giờ cũng bị hắn ung dung chế phục. Hư hư. Tiểu hắc bất mãn đào di chuyển móng trước, nhưng không có phản kháng. Rét nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống, cũng không quay đầu lại ly khai. Ngày hôm nay về sau, hắn sẽ cùng khu vực này nói gặp lại sau. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.